Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng chia sẻ với đồng chí Phạm Sao Mai và cán bộ nhân viên Đại sứ quán về những thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Hà Tĩnh là một trong 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có trên 1.500 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký 22 tỷ đô la Mỹ. Riêng tại khu kinh tế Vũng Áng đã có hơn 150 dự án với tổng mức khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định có được những thành quả nói trên cùng với nỗ lực của địa phương, sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, còn có đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện ngoại giao, cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Thời gian tới, Hà Tĩnh tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch. Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Hà Tĩnh kết nối, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh, tiềm năng lợi thế của chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đến với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Trung Quốc. Đồng thời mong muốn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bà con kiều bào Hà Tĩnh đang học tập, làm việc và sinh sống tại nước sở tại có cuộc sống ổn định và phát triển. Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Sao Mai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Hà Tĩnh, đồng thời thông tin thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, những thế mạnh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc. Đồng chí Phạm Sao Mai cho biết thêm, Trung Quốc là một trong những quốc gia có thế mạnh về sản xuất năng lượng mới, công nghiệp nặng, logistics, nông nghiệp, du lịch, phù hợp với những lĩnh vực mà Hà Tĩnh đang tập trung thu hút đầu tư. Về phía Đại sứ quán, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin để ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc đến với Hà Tĩnh.